Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Tablet 2,5 triệu. Mình đố bạn là tìm được cho mình một cái mẫu nào đó ngon hơn được chiếc mà mình đang có trên tay đây. Đó, đây là Huawei D-Tab. Có cái mã đây là D01G, đến từ nhà mạng NTT Docomo. Ui, hàng Huawei xuất sang cả Nhật luôn đấy, xịn sò chưa. Thực ra Huawei D-Tab thì nó không mới, chúng ta đã có rất nhiều những cái mã khác nhau, rất nhiều phiên bản khác nhau ở thị trường Việt Nam rồi. Tuy nhiên cái phiên bản này thì mình muốn nhấn mạnh kỹ trong cái video ngày hôm nay, đấy là nó siêu ngon trong tầm giá 2,5 triệu. Trước đây mình đã từng có một quả đắng, đấy là mua hai cái iPad mini 1 cho bố mẹ mình ngoài Hà Nội và bố mẹ vợ mình dưới quê để mà video call cho nó dễ, FaceTime các thứ cho nó dễ. Thật lòng luôn, lúc đấy mà mình biết có con này thì mình mua hai con này cơ, tại vì con này nó đã hơn rất nhiều và con này có nhiều cái nó nghịch vui vẻ hơn rất rất nhiều. Và mình sẽ muốn chia sẻ tất cả trong cái video ngày hôm nay. Đương nhiên, nó chỉ có giá 2,5 triệu, thế nên điểm yếu thì nó vô số. Nhưng hãy nhìn lại mức giá rồi nói nhé. Đầu tiên thì phải làm rõ đây là một cái sản phẩm mà nó ra mắt vài năm rồi. Theo như mình nhớ không nhầm thì nó là 2015 thì phải. Tức là đến bây giờ đã tổng khoảng 5 năm rồi đấy. Hay là 2016, 4 năm gì đó. Nói chung là lâu lắm rồi. Nên là cái chuyện mà nó gọi là gì, mạnh mẽ hay là nó nhanh, nó mượt ở thời điểm này thì không đâu. Mà chúng ta chỉ cần nó gọi là đủ dùng cơ bản đã mừng lắm rồi. Android mà mượt mà thì không bao giờ có đâu. Nên các bạn phải chấp nhận được vấn đề này thôi. Nhưng nó có một vài những điểm cộng như sau. Thứ nhất, đấy là loa ngoài cực kỳ hay. 8 này nó ngon như vậy mà bây giờ mình mới có cơ hội ở trên tay. Nhưng các bạn cũng biết thì mình chưa Nó có hai loa stereo và nghe loa cực kỳ to. Các bạn mà nghe nhạc các thứ, các bạn mà xem video hay các bạn chơi game xem phim trên cái loa này thì khỏi phải suy nghĩ nhiều về cái vấn đề mua thêm loa Bluetooth rời làm gì. Tại vì chất lượng loa ngoài của con này thuộc dạng siêu to luôn. Nhưng mà hay thì mình đánh giá nó chỉ gọi là đủ nghe thôi, chứ không hay. Bass đương nhiên vẫn thiếu và treble nghe vẫn hơi bị chói tai một tí, nhưng mà nó to đấy. Và nếu mà các cụ ở quê ấy, thì chỉ cần to đã là ok rồi, chứ có khi không phân biệt được đâu là ấm bass, đâu là ấm mid, đâu là ấm treble. Thế thì quan tâm làm gì đến vấn đề chất âm, đúng không? Nó to là ok. Và hai cái loa này thực sự là nó rất to với cái mặt trải nghiệm luôn. Nên đó là điểm cộng đầu tiên. Điểm cộng thứ hai, cái màn hình này có độ phân giải là 2K, cụ thể hơn nó là 1600x2560 ở kích thước 8.4 inch. Vậy nên nó rất nét, nó rất mịn. Đương nhiên đối với những người dùng phổ thông bây giờ thì ở cái kích thước màn hình này thì Full HD cộng với cả 2K cộng thì có thể là nhiều bạn cũng không quá suy nghĩ đến đâu. Nhưng mà mình vẫn cứ phải đồng ý với nhau một điều là có độ phân giải màn hình lớn hơn thì nhìn hình ảnh chi tiết mọi thứ nó mịn hơn, nó cũng sướng hơn rất rất nhiều. Và đó là điểm cộng thứ hai của cái tablet này. Điểm cộng thứ ba, cái thiết kế của nó chắc chắn, full hoàn toàn bên ngoài là bằng kim loại. Và cái màn hình này thì viền bên trên bên dưới thì đồng ý là nó vẫn hơi dày, nhưng mà 2,5 triệu, nó có thiết kế mấy năm trời rồi nên mình vẫn có thể chấp nhận được. Đặc biệt nó còn có vân tay phía mặt trước như thế này này đó, mở khóa cũng rất là nhanh đó, các bạn thấy chưa, như này đó. Sao phải suy nghĩ, đúng không? Thế nên ở cái trải nghiệm sử dụng, ở cái trải nghiệm người ta gọi là thiết kế, ở cái trải nghiệm người ta đánh giá về mặt gọi là thị giác, nói chung là cái sản phẩm này ở mức chấp nhận được, ok. Thế nhưng các bạn lưu ý nhé, máy này nó là máy cũ 5 năm trời rồi mà, 4 năm trời rồi mà. Thì làm sao mà có chuyện hình thức mới được, đúng không? Cái máy này như mình mượn tại Clickbuy chi nhánh Hồ Chí Minh là máy line new. Thế nên là đôi khi các bạn sẽ gặp phải một vài những máy nó bị xước sát, phần viền. Hay là như cái máy này của mình nó bị một vết ở chỗ gần khay sim như thế này này. Thì các bạn sẽ phải chấp nhận mà thôi. Nói chung là đánh đổi. Chứ không thể nào yêu cầu một cái máy vài năm tuổi rồi mà đẹp móc mắt ra được cả. Không có đâu. Kiểu gì cũng sẽ có những sản phẩm bị xước sát, bị sứt sẹo này nọ. Chấp nhận thôi, tại vì giá nó quá rẻ rồi. 2,5 triệu, link sẽ ở phía bên dưới, mình sẽ ghi comment. Ok. Điểm cộng tiếp theo, nó là pin. Chỉ là 5100mAh thôi, nhưng mà theo như trải nghiệm của mình thì nó thực sự là quá trâu luôn. Nhưng mà không, trâu khi so sánh với một cái điện thoại phổ thông thôi. Chứ còn nếu so sánh với một cái máy tính bảng thì con này chỉ đáp ứng được đâu đó tầm khoảng 5 tiếng đến 6 tiếng on screen để mà giải trí liên tục. Thì thôi, chấp nhận cái vấn đề đó cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều ở một thiết bị quá lâu như thế này rồi. Được cái là máy tính bảng thì các bạn chỉ sử dụng ở nhà là chính mà, và sử dụng để giải trí là chính mà. Thế nên là lúc nào không dùng đến nữa thì cắm sạc, lúc nào dùng đến thì tuốt sạc ra sử dụng, nó cũng ok. Nói chung là pin có lẽ cũng không phải là một vấn đề quá đáng ngại đối với các bạn, đúng không? Cái tiếp theo này mới là cái hay này, đó là nó khá là mượt. Đó, với hiệu năng thì con này sử dụng Kirin 950.
Bây giờ thì chúng ta đã có Kirin 990 rồi, nhưng ở cái thời điểm ra mắt con Kirin 950 này thì xét về cái điểm số, thậm chí nó còn cao hơn cả con Exynos 7420 được sử dụng trên một vài những mẫu flagship của nhà Samsung thời năm 2015, 2016, 2015, thời con S6, S6S các thứ ấy. Thì quay trở lại về vấn đề là sau vài năm tuổi rồi thì bây giờ nó như thế nào? Nó đang chạy cái phiên bản đấy là MUI phiên bản 4.1 và dựa trên cái nền tảng Android đấy, Android 6 thôi. Mình cập nhật phần mềm thử thì không có. Nhưng mà cái hay của Android đấy là cho dù kể cả sử dụng phiên bản Android 6 nhưng mà các bạn vẫn có thể cài được thoải mái những ứng dụng các bạn cần. Ví dụ như là Facebook, ví dụ như là Messenger, ví dụ như là xem video YouTube vẫn cực kỳ mượt mà trơn tru. Và thậm chí các bạn có thể cài được Liên Quân vào đây. Và các bạn có tin không khi mà cái con chip này có thể mở được mức FPS cao. Ok, ghê chưa? FPS cao trên một cái thiết bị vài năm tuổi rồi đấy. Đừng có đùa với Ninja Rùa, ok. Mình thì khẳng định luôn một điều là đánh giá về khoản chơi game của con này chưa chắc nó đã quá ngon đâu. Nhưng mà ít ra có mở được... Các bạn thấy loa đỉnh chưa? Đó. Mình thì không đánh giá quá cao về vấn đề chơi game có ngon hay là không đâu. Tại vì mình có chưa chơi thử game, mình chỉ mới cài thử vào thôi. Nhưng mình thấy thực sự bất ngờ bởi vì nó mở được FPS cao, tức là nó vẫn còn ra gì và này nọ lắm. Thế nên nếu như bạn nào mà có mua cái này về để mà cài rank Liên Quân thì có thể giới hạn nó ở mức 30 FPS. Mình có thể khẳng định luôn là chơi quá ngon luôn. Đó, ok chưa? Nha. Rồi chưa kể nữa là những cái ứng dụng khác thì chạy vẫn quá mượt mà và chẳng có vấn đề các bạn suy nghĩ quá nhiều cả. Có chăng là trong quá trình chúng ta sử dụng, đôi khi các bạn làm cái gì nó liên tục quá. Ví dụ như đang chơi game chúng ta thoát ra mở luôn vào Facebook các thứ chẳng hạn, hay chuyển qua chuyển lại giữa những ứng dụng các thứ chẳng hạn, thì nó sẽ khựng giật lắc. Mấy năm tuổi rồi thì không thể nào đòi hỏi được nó phải mượt mà trơn tru suốt trong những cái tác vụ của bạn. Nói chung là chỉ sử dụng một ứng dụng trong một thời điểm thì nó ok. Nhưng nếu sử dụng vài ứng dụng trong cùng một lúc thì càng lắm đấy. Nên hãy lưu ý thật kỹ khi sử dụng cái đấy, máy tính bảng này nhá. Cuối cùng, nó có khe SIM. Và đương nhiên khe SIM này các bạn có thể lắp SIM vào, chúng ta nghe gọi như một cái điện thoại bình thường luôn. Tại vì bên trong này còn có luôn cả trình nghe gọi mặc định mà, trình tin nhắn các thứ luôn là đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Dùng nó như một cái máy tính, được luôn. Ok, nói chung thì với tầm giá khoảng 2 triệu rưỡi cho một cái thiết bị nó thuộc dạng là all in one như này, lại còn màn hình to, pin trâu, hiệu năng vẫn đủ dùng cơ bản đấy. Thế thì các bạn nghĩ sao? Đấy, như mình đánh giá thì ở tầm giá 2 triệu rưỡi thì nó ngon, nhưng vẫn phải đánh đổi một vài thứ, ví dụ như là sạc micro USB này, mình không rõ là có sạc nhanh hay là không. Ví dụ như nó vẫn còn lag giật giật trong quá trình mà các bạn sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc mà liên tục luân chuyển những ứng dụng khác nhau này, hay là camera của nó thì thực sự mà nói thì có như không. Không dùng nổi đâu, xấu, kích khủng, nên là thôi bỏ qua luôn. Được cái màn hình đẹp, thiết kế bên ngoài cũng ok, vân tay nhạy ok, rồi vẫn mượt mà trong những tác vụ cơ bản, thế là được rồi. Đó, vậy thì các bạn nghĩ sao về cái máy tính bảng này, về con Huawei DTAP về mã là D01G này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhá. Sau hôm nay thì mình mượn tại Clickbuy chi nhánh Hồ Chí Minh, thế nên nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy click vào link phía dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!